dài con cả hào đấu than cực tiếng làm thầy phải nặng đôi vai việc khó khăn lắm rút khui hài ấy cũng bởi tài lai ông Tàu. Ông dòi qua cho người hành đạo lúc nguy nạn thôi khi cùng chăng nếu bền lòng chi qua cao thắng chẳng chặt giả bỏ lắm phật thanh chúng Phật đường ráng trao đức hạnh phải bền lòng mới chẳng chẳng ai chuyện cao siêu Phật pháp còn dài khó gặp chữ không 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 mà có lúc trồng rẫy rồi dèo sâu bò rồi ngẩn ngơ bỏ giống hai sao nấu lọc rành mới biết vàng thao ai thật tánh ai người giả đào tiếng sấm sét bên tai xôn xao cả muôn người gỡ ráo hỏi hai nay thân thầy cũng đặng bên mình an khi bổn đạo được than lắm tiên tuy xa đường có lời luận biện bởi bút thần bay luyện khắp nơi ngọc nhờ lão ngọc mới ra rồi kim mài vua kim kia mới đen người làm phải như tầm trong kén có một tờ bao bọc tấm thân sách có câu mình đức thanh danh được thủ chủ quỳ khai nhất khiêu ta còn thương thương trò liễu đều nhưng cũng mừng được dịp phổ thông đắc đạo rồi cứu giúp tổ tông cũng như Phật xuất gia thuở trước các bậc thanh châu lưu nhiều nước nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm tuy cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý nồi ôm bả lời quá sung sướng rồi quên đạo gọi thì khác chi loại thú rừng săn giật hổ là đâu biết đào hằng chỉ có biết ngủ ăn ngủ khi
đôi môi mắt mà hi sô sô trà hi vơ hoàng giật nhỏ đặng ăn đến chết thấy đầy lũ rùi lằn bu nút thịt của lồi đảo ăn bảo an đảo mà biết mùi thơm ban ni ngát sức bụi trần bằng làm thấy ai chờ năm mô trì giới giữ chay chay được tâm chay tâm mỗi quy trong đạo Phật quá nên quyền bi chỗ tâm thần tỏa vì nơi thân muốn cho nên quyền sớm tiền cần lòng chỉ nguyện sở cầu Phật thân đủ phiền năm phương đông khói anh giấc hồn người vượt khỏi sông mê dầu cho nay xa cách sợ tề sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh ước chăm họ nhé mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn thì thân thầy hết phải gian nan đâu có chịu mang câu ngạo ban nói thì nói chờ ngày thấp mi thoáng dần đêm trời thì cứ xa tay quyết chèo hoàng đến chốn bồng lai mới ngơi nghỉ tâm thân của lúc tam tạng tây phương quyến đau bị lòi yêu làm bao lắm lắm phen đứa đứa từ quy phải lộ trắng trắng đe lôi âm tự cũng đi đến chôn đi dọc đường yêu tâm làm hôn thấy đường tăng thơm thật muôn ăn nhờ một đồ bát giới xa tăng với đại thánh tề thiên cửu lòng sao chưa nhớ không có ngớ thì nạn tai cũng thoát như không khó tìm cho gặp chủ nhân ông còn ẩn tánh nơi vòng sanh chung ai mê tâm nghe tâm đang mở tâm linh lòng ngô rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy một lai diện mộng lần thứ chót rồi lời kêu thốt
thầy nhắc cho bốn đạo rõ lòng. Trừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Thâu cho được con long ăn ngư nghẹt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quan ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tăng. Thì đã ô hạnh ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn chứa dữ ích chi. Phần tu hành ta hi gác mặt lì, chịu ai đắng của người sang sơ. Lòng sầu xin hỏi nơi tôi tức, đừng thở than bận đớn lòng ta. Để cho thầy đi dạo ta bà, đăng giải kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thầy nói theo dấu thỏ đàn dê. Dục gió luôn nhiều nỗi thảm thê, dạy sanh chúng cho rồi mới rành. Cũng hiếm kẻ ngâm nga cường ngạnh, ôi kể sao cho hết thói đời. Mãi say xưa theo cuộc vui chơi, nam kiếp kiếp đời đời lớn nắng xuống. Suy tiền thanh đổ ra cuồn cuộn, chàng ruộng lòng gieo giống mới nên. Kẻ vô tình chẳng có ai chí bền, phải xa ngã theo nỗi mộng hào. Giấc mộng vàng đắng truyền đại đạo, cảnh vô sanh lòng bảo ma mê. Mùa nước tràn ngập cả điền đi, trên nước hà đồng khô cỏ dại. Cuộc gian nan năm qua đã thấy, lượng việc đời cũng khúc lớn rộng. Khi dậy thì chàng cá bờ sông, lúc lúc khô hạn đi đồng khao khát. Biết làm sao lớn lưng bạch hạt bay cả trời tỏ ý. Khắp thế gian còn tháo phục quỳ, chầu trước bệ cha hiền ngọc mà đây. Gầm dinh nhục sánh trong thế hệ, tuồn xưa kia sắp đặt đã lâu. Phải chuyển xây trái đất một bầu,
đáng lừa lọc con tiên cháu Phật. Gặp một nơi sửa xa tim tâm sư phong người cùng giật thường phong cho dương trần hưởng số luân thiên công có địa ngục thiên đường hai chẳng các chúng sanh nghe rồi lặng suy cho tường rồi sẽ biển mình cơn vui tai từ tả thiên đình cho phép lão tố chậm đôi lè lời thầy giải thật là cắn kẻ bao nhiêu tình bạc ai gấp tâm trong ba gia tìm đạo quá mòn thôi giả thế ước mong đời thành nay